Thưa quý vị, hàng trăm con sư tử biển đã chiếm bãi biển San Carlos ở Monterey của California, Mỹ, khiến cho các quan chức địa phương phải đóng cửa khu vực này đối với người dân. Biển cảnh báo đã được dựng lên nhưng mà đám đông vẫn bị thu hút bởi cảnh tượng ngoạn mục này. Và họ đã chụp ảnh những con sư tử biển khi mà chúng nghỉ ngơi và chơi đùa trên cát và dưới nước. Mặc dù sư tử biển thường được nhìn thấy ở một số bãi biển dọc theo bờ biển California, Mỹ, nhưng người dân địa phương cho biết họ chưa bao giờ thấy nhiều sư tử biển tập trung ở Monterey như vậy. Bà Lisa Uttal, một nhà sinh vật học biển tại khu bảo tồn biển quốc gia Monterey Bay cho biết bà không rõ chính xác lý do tại sao sư tử biển lại chọn bãi biển San Carlos, nhưng chúng có thể bị thu hút bởi sự đa dạng phong phú trong nguồn cung cấp thức ăn của hệ sinh thái. Theo bà Uther, hầu như tất cả những con tập trung trên bãi biển đều là con đực. Chúng di cư lên đây từ Ventura và quần đảo eo biển. Chúng cực kỳ linh hoạt, chúng thường đuổi theo thức ăn và vì khu bảo tồn biển quốc gia Monterey Bay rất nhiều thức ăn nên năng suất thực sự rất cao. Bà cho biết thêm, sư tử biển dự kiến sẽ ở lại bãi biển San Carlos trong 3-4 tuần. Mark Brigadier, một tình nguyện viên của chương trình Baynet thuộc khu bảo tồn biển quốc gia Monterey Bay cho biết những con sư tử biển được bảo vệ theo đạo luật bảo vệ động vật có vú biển của Mỹ năm 1972. Đạo luật này cấm mọi người thay đổi hành vi của sư tử biển, nghĩa là việc tiếp cận quá gần hoặc buộc chúng phải lẩn trốn là hành vi vi phạm.